được trưng những sản phẩm mà trong thời gian qua bà con được ưu tiên dùng. Hôm nay em xin giới thiệu với bà con một dòng sản phẩm có công dụng là giúp về khỏe về bộ rễ, giúp xanh lá, dày lá, giúp cây phát triển khỏe mạnh tươi tốt. Đó chính là sản phẩm mắt gốc. Mắt gốc dùng cho đa dạng cây trồng là từ rau màu, cây kiểng đến cây ăn trái. Mắt gốc giúp cải tạo đất, cân bằng độ pH, khỏe mạnh dày bộ rễ, giúp cây hấp thu dưỡng chất tối đa, giúp bung đọt nhanh chóng, giúp xanh lá dày lá, giúp cây quang họ có thể gọi mắt gốc là thần dược. Mắt gốc rất tốt cho cây con cũng như là cây sau thu hoạch và sau bệnh hại. Xin mời bà con đi cùng em đến thăm vườn để xem những hiệu quả của mắt gốc mang lại. Em vừa được cô Tám dẫn đi tham quan quanh một vòng vườn nhà. Đối với trải nghiệm của riêng em khi đi thăm vườn trước và sau khi dùng sản phẩm thì đúng đây là một sự thay đổi vạn ngục luôn đó bà con. Đây là những hình ảnh em chụp được tại vườn chưa sử dụng sản phẩm mắt gốc bên em. Còn bây giờ để cụ thể hơn, em xin mời bà con cùng lắng nghe sự phản hồi của cô Tám khi dùng sản phẩm mắt gốc. Dạ cô Tám ơi, chia sẻ cho con được biết á, giờ bà con mình cái pha cái tỷ lệ như thế nào cho cô? Thì pha mà 50cc á, là pha trong 7 ngày đến 10 ngày là xịt đó là nó kết quả rồi đó. Rồi là còn phân rải thuốc á, thuốc rải là trong 5 ngày là bẹ nó cứng vẫn tốt, trái bông nó ra bình thường, nó không có thắt trái. Ở đây là phải sợ thắt trái. Dạ cảm ơn cô Tám đã chia sẻ và đã tin dùng sản phẩm bên con trong thời gian qua. Cô có thắc mắc hay là cần mua hàng thêm thì liên hệ bên con nha. Dạ cảm ơn cô, nhờ cô đem thuốc lên. Dạ. Mà là qua cái mùa mưa này tôi không có bị bệnh thúi trái mà không có bị bông nó thúi cổ. Dạ. Bà con muốn cây nhà mình tươi tốt thì mắt gốc là một sản phẩm lựa chọn tuyệt hảo cho bà con. Thì bên em sản phẩm bên em mắt gốc thì có dòng nửa lít là 80.000, chai 1 lít là 150.000, ca 5 lít là 500.000. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của em. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt. Nông nghiệp Việt hứa hẹn sẽ kịp thời mang đến nhiều sản phẩm tốt hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của bà con. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 8020 để được tư vấn. Nếu quý bà con muốn mua sản phẩm, xin vui lòng gọi về số điện thoại 1900 8020 hoặc 0915 283 007. Đội ngũ nhân viên nông nghiệp Việt sẽ hỗ trợ tận tình.